Vừa qua, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 hợp tác với Đại học USC của Úc đã sản xuất thành công giống hải sâm vũ trắng quý hiếm trên thế giới bằng công nghệ phân tử. Hải sâm vú trắng là một loài có giá trị kinh tế cao, dự án cũng đang tiếp tục nhân giống trên diện rộng. Điều này sẽ giúp ích cho những nông dân có nhu cầu nuôi hải sâm quý hiếm. Hiện nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam cần tới 20 triệu hải sâm con, nhưng hiện tại chỉ có khoảng 1 triệu con giống sâm cát. Vì vậy, việc nhân giống hải sâm vú trắng là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời làm tăng giá trị kinh tế của hải sâm. Theo đó, công nghệ đã sản xuất gần 20.000 con giống phục vụ các thí nghiệm và nuôi thử nghiệm thương phẩm trên lòng bè tại Khánh Hòa và Quảng Ninh với khoảng 3 hội dân tham gia. Kết quả sau 8 tháng nuôi, hải sâm vú trắng đạt kết quả tốt. Cụ thể, từ con giống với trọng lượng khoảng 0,3 gram đã nuôi lên đạt trọng lượng 60 gram và tỷ lệ sống đạt 92%. Về kết quả bước đầu thánh nuôi thử nghiệm hải sâm vú trắng trên lòng bè, anh Nguyễn Đức Thoại ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho hay hải sâm sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống cao.